Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng gặp phá cái đầu tiên nha. Bullet Strike Sliver. Đây là một tựa game mình mới download về. Ok, và các bạn cùng mình trải nghiệm game này nha. Let's go. Ok, let's go. Wow. Mình sẽ làm tí máu. Wow, wow. Ok, let's go. Wow, tên này 5 sao. Rất là mạnh luôn. Boss. Ok. Còn mấy anh chàng này nữa rồi. Let's go. Mình xong hết máu rồi. Cái này các bạn bắn đến khi nào các bạn bị chết thì thôi. Let's go. Rất là chết.
trông máu luôn. Wow, chết rồi. Oh my god. Ok, mình giết được rất nhiều tướng. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tướng thứ hai, Pixel Gun vào đây. Let's go. Ram room. Nuclear City. Nuclear City. Ok, let's go. Mình sẽ phải dùng súng AK này. Wow, wow, đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đồng thế. Okay, let's go. Oh my god, không kịp chạy. Ok, let's go. Team này có vẻ rất là cân đối và đồng đều. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Sleeper vào đây. Let's go. Một anh chàng đeo ba lô.
Đây rồi. Ở trong này có rất nhiều nhiệm vụ nhá. Các bạn muốn chọn nhiệm vụ nào chơi thì chọn. Rồi, lần này thì mình sẽ phải đi tìm một anh chàng cầm ba lô xanh. Oh, anh ta đây. Let's go. Rồi, mình sẽ cày tiền. Và sau đó thì mình sẽ nâng cấp lên súng của mình thật khỏe. Let's go. Một anh chàng cũng đang ba lô. Anh ta ẩn lấp ở trong này. Đây rồi. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Solitaire Sliver. Sai game. Let's go. Mình phải giết đệ tử thôi, không là mình sẽ thua mất. Oh my gosh, lại thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. City Sliver. Let's go. Đông luôn.
Ồ, còn anh chàng đây nữa này. Bây giờ thì mình sẽ sang cái clip tiếp theo. Scunchy Free. Let's go. Received intel on an illegal arms. There's an easier way to locate. Use the zoom slider. Tap the thermal icon. Thermal view has a limited duration, so don't waste time. Let's go. Definitely got potential. This one's. You're ready. Time is critical, and hostiles will be armed. Zoom in to increase the accuracy with assault rifles. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman's Liver. Let's go. Ok, lần này thì mình sẽ hóa thân một anh chàng Hitman và sẽ đi tiêu diệt kẻ thù. Đây là những khẩu súng thiện xạ và rất là đắt tiền. Mình chưa thể mua được những khẩu súng này. Rồi, ok, let's go. Rồi, mình sẽ dùng gần một chút. Oh, yeah. Let's go. Excellent job, 47. Another set of assignments completed. Contract complete, Agent 47. Starting extraction procedure. Mm-hmm.
Okay, let's go. Continue. Wow, anh chàng này rất là xa luôn. Cold barrel, zero shot, registered 47. Barrel temperature nominal. More objectives are incoming 47. We'll discuss once you've removed the mark. Target is a confirmed kill. Sending a chopper to exfiltrate. Ok, để nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sao mở ra được cái gì? Wow. Let's go được cả tiên. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hell's Cooper. Let's go. His sauce. Dám lộng trong này và dám đi ăn trộm ở trong ngân hàng. Mình sẽ phải tiêu diệt những tên tội phạm này. Let's go. $400. Mua lại không? Chưa đủ tiền. Ok, mình sẽ đợi giả sau. Tiếp tục vào. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sleeper's Try. Let's go. Ok, let's go. Sleeper's Try. Tựa game này rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Let's go. Tựa game này thì hơi loát hơi chậm một chút. Nhưng mà không sao. Start game. Ok, mình sẽ không mua cái súng này. Mua súng này đắt lắm. Ok, let's go. Okay, let's go. Rip đi. Chậm lên. Chậm lên. Cố lên. Let's go. Oh my gosh. Còn anh chàng này đâu ra. Cho người ta chạy đi đâu. Kill confirmed.
Tiếp tục với Bash. Wow. Xin chào tôi. Ok, có một anh chàng trên này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Đây là một tựa game bắn zombie rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Let's survive. We saw weapon. Ok, let's go. Cảm ơn. Start game. Let's go. Rất là trâu luôn. Let's go. Đây là những cái bạn các bạn phải mua khẩu súng. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Jolly Chico. Let's go. Say game. Let's go. Let's go. Chết chết, mình cứ tưởng lấy mình chết rồi, nhưng may không sao. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Sleeper 3D. Open.
Story Mode. New game. Let's go. Wow. Đang ở một chỗ rất là băng giá luôn. Tuyết rơi này. Let's go. Min sao nào? Cũng chưa min được. Không biết là anh chàng này đang đâu. Đây rồi. Let's go. Wow, đồng thật. Rất là đông luôn, gọi là mình phải tiêu diệt rất nhiều. Wow. Sometimes a trick. Ok, let's go. Skip. Start here. Ok, wow. Một cả một doanh trại luôn. Rồi, bây giờ không biết là mình giảm nhỏ đi kiểu gì để nhìn thấy nhưng mà không giảm được kiểu gì. Min hết rồi. Ở đây. Let's go. Ok, let's go. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.